Anh vẫn đang tìm kiếm một làn mi cong, một vòng tay ấm áp. Chợt tỉnh giấc ngủ dài mà thấy em không bên anh. Thì ra anh đã mơ về em. Rồi em tình cờ em đã đến, tựa ngàn muôn ánh sáng cho trái tim anh đã ngủ quên. Ngàn mây đưa lối dẫn bước em đi trên đường mưa. Biết không người ơi, ngàn đời anh mong nhớ. Và rồi ta sẽ bay lên đến nơi bầu trời, để cất tiếng nói yêu em cho đến mai sau cuộc đời. Sarangheo, đó chính là lời yêu em trao. Mình sẽ bước tới chân trời miền yêu thương, một ngày tươi sáng bên anh theo gió mây ngàn, để hai chúng ta yêu nhau cho đến mai sau cuộc đời. Sarangheo, lời yêu ấy xin nguyện thề hạnh phúc dâng trao, tình thắm thiết như mơ ngày say. Bạn ơi, mình ngồi đây hát có làm phiền bạn không? Không ạ. Bạn sinh viên của trường này à? Thế à, bạn tên là gì? Chi à? Tôi tên là Tài. Cô học năm mấy rồi? Năm 2 ạ? Anh à? Từ năm 4, từ năm... thế sao em ngồi đây mình đấy? Thế à? Tại anh đi qua thấy em ngồi xinh quá nên là... Mà ngồi mình nữa đây, anh muốn vào làm quen với em. À trời ơi. Thì em thích nghe bài nữa không? Anh hát cho em nghe bài nữa. Thế à? Em thích nghe ca sĩ gì thì... Em thích Đức Phúc anh. Đức Phúc à? Đức Phúc à? Bài mới Đức Phúc nhé. Em biết là bài gì? Bài gì đấy? Người hờ. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em như thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Và dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Cao hơn cả núi, dài hơn cả sông, rộng hơn cả đất, xanh hơn cả trời. Anh yêu em, anh yêu em nhiều thế thôi. Vượt qua ngọn gió, vượt qua đại dương, vượt qua cả những áng mây thiên đường. Dẫu có nói bao điều, cảm giác trong anh bây giờ có lẽ hơn cả yêu. Anh thực sự luôn ấy. Thế cho anh hỏi nhỏ tí, em có yêu chưa? Để lâu lắm rồi anh ơi. Để lâu lắm rồi anh ơi. Em xinh mà. Em thích đi nghe nhạc không? Dạ. Em thích đi nghe nhạc không? Có, thỉnh thoảng em cũng hay đi nghe acoustic. Thế à? Anh hát mấy quán cà phê acoustic. Anh hát, thường anh hát trên Hàng Bông. Mấy quán nữa. Nếu em thích thì có gì anh có thể dẫn em đi. Thế thì hay là cho anh contact nhỉ? Cho anh Facebook nhá. Gì Facebook nhá. Six hours later. Nửa tiếng nữa mới vào học rồi. Vâng. Hay là mình ra kia uống nước đi, ra căng tin uống nước. Kéo. Ok, đi.
Ngày xưa em đến như một cơn gió, rồi trao tình yêu với ngàn lời hứa, rằng ngày mai đất ta gần nhau mãi sẽ không rời. Trong anh giờ phút ấy hình bóng em, rồi những năm tháng êm đềm hạnh phúc vụt qua thật nhanh không kịp tay với. Giờ chỉ còn yêu thương trong những giấc mơ xa vời, và trong anh giờ đây chỉ còn nỗi nhớ. Năm tháng kia thật lâu, hình bóng em giờ đâu, ngọt ngào vẫn đắm sâu mơ về em những đêm sâu. Dù chỉ là một thoáng nhớ về em tôi người nhé, tình này anh sẽ mãi trao về em như ngày xưa nhé. Bạn ơi, mình có đây hát có làm phiền bạn không? À, nhưng mà tại mình ngồi cạnh bạn lâu quá nên là cũng phải hỏi cho nó chắc. À, bạn đã sinh viên trường nào? Đây đợi bạn thôi. À thế à? À, bạn không phải sinh viên bưu chính à? À thế à? À, bạn tên là gì? Bạn tên là gì? Hoa. À, tớ tên là Tài. Tớ là sinh viên năm tư trường này. À, nên thấy đứng ngoài kia thấy cậu ngồi mình xinh quá nên muốn vào làm quen. Hoa xinh như tê đấy nhỉ. À, cậu đang đợi bạn à? Ừ, đang đợi bạn. À, đợi lâu chưa? Mãi hẹn đây là năm trước rồi đấy. À thế à? À, cậu có ngại không? Tớ hát tặng cậu bài nữa đâu. Cậu thích nghe bài gì? Cậu thích nghe bài gì không? Bài gì cũng được à? À, đang mùa hè tớ hát cậu nghe bài mùa hè nhá. Nắng lên rồi đêm vội đi ngày đang tới, gió tung tăng nấp cô nấp đeo chào nhau, khẽ bơm tăng nhà đua lăn tóc rồi, cả thiên nhiên cũng hân hoa đó mặt trời. Có anh rất hiền, có em yêu mềm, cho được tăng nghe trái tim mình dịu dàng lên tiếng. Men tình ngây ngơ, dương tình lâng lâng, còn đợi chờ chi? Em ơi hãy ôm anh vào lòng trái tim này, sẽ không quay lưng lại, dẫu cho bao thăng trầm đổi thay. Hãy nhớ một người, hỡi em và hỡi người, rằng đôi ta suốt đời có nhau. Đã yêu rồi, sẽ yêu anh trọn đời, trái tim này chỉ biết anh thôi. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chính người em yêu và được yêu. Và tình yêu đó sẽ được dành riêng cho chính người em yêu và được yêu. Yeah. Mình cảm ơn. Cho mình hỏi, không phải cậu Hoa có người yêu chưa? Từ xa lúc ấy sẽ ra sao, tự hỏi rằng sẽ có thế nào. Cậu thích đi nghe hát không? Tớ hay đi nghe nhạc ở trường ấy. À thế à? Tớ lại hay đi hát ở quán phòng trà. Ờ, nếu mà cậu thích đi thì khi nào tớ rảnh tớ rủ cậu đi. Được. Thế thì cho tớ xin Facebook được không? Để có gì tớ rảnh tớ rủ cậu đi nhá. Facebook là gì? Đây là hoa gì đó? Hoa gì mà xinh thế? Hoa candy, chị có biết rồi đúng không? Candy. Six hours later. Thế có gì nếu mà rảnh thì tớ sẽ rủ đi chơi. Ok. Cảm ơn nhá. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đem nhớ khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời.
Bạn ơi, tớ ngồi đây hát rồi có làm phiền cậu. Cậu sinh viên bưu chính như thế nào ạ? À thế à? Cậu trường nào? Văn hóa à? Hôm nay có sang chơi à? Hay là đợi bạn? Đợi bạn. Tớ là sinh viên bưu chính. Tớ vừa đi học về à, xong học xong. Nhưng thấy cậu ngồi đây một mình xinh quá, muốn vào làm quen. Con gái văn hóa xinh nhỉ? Trả bù cho con gái bưu chính. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đấy nhá. Chứ không phải có tên là gì? Duyên à? À, tớ tên là Tài. À, cậu đang đợi bạn à? Hay là... Mình đang đợi bạn. À, thế à? Thích nghe bài gì? Tớ hát cho. Bài gì được? Nghe được. Thế à? Nhạc trẻ là thích nghe. Nhạc trẻ à? Tớ hát cho cậu bài... bài mới của Eric nhá. Anh thực sự ngu ngốc, bảo vệ người ấy cũng không xong, nỡ là người yêu khóc, thế thì còn xứng đáng yêu không? Anh biết rằng anh sai, nhưng không bao giờ tha thứ người nào tổn thương đến trái tim em như anh đã từng như thế. Anh thật lòng xin lỗi, nhưng chẳng thể níu kéo đến thôi. Vẫn là vì anh sai, vẫn là anh cố chấp ngày dài. Điều sau cuối anh là nụ cười em đem hết đi, cứ gọi là cuồng lại để anh mà. Điều sau cuối anh là nụ cười em hãy đem theo tất cả nỗi buồn lại để anh mà. Rồi, cảm ơn. Cho tôi hỏi cũng phải Duyên có người yêu chưa? Chưa? May thế nhở? Tớ cũng chưa có người yêu. Cậu thích nghe hát không? Thế à? Thực ra tớ hay đi hát với quán phòng trà. Tớ hay đi quán phòng trà lắm. Tối mai tớ hát ở trên hàng bông này. Nếu mà cậu thích tớ có thể dẫn cậu đi. Ok. Hay là cậu thích đi không? Nhưng mà chưa đến mấy kiểu trà bao giờ. À thế à? Thế thì hay mai tớ cô đi nhá. Tớ hát trên đấy. Hoặc là tớ mời cô đến đấy. Ok, thì hay cho tớ Facebook đi. Tớ lên Facebook nhá. Xong rồi tớ mai tớ sẽ rủ cô đi. Facebook là gì? Ừ, cảm ơn Duyên nhé, có gì tối về nhắn tin cho cậu. Ok. Em có nghe mùa thu răng răng lá đổ, em có nghe nai vàng hát khúc và em có nghe khi mùa thu tới hai chúng ta sẽ cùng chung lối. Em có nghe nghe hồn thu nói tình à ngất ngây, nắng úa dệt mi em và say xanh thay tóc rối, nhạt đôi môi em thơm nồng tình yêu vương trên má hồng. Sẽ hát bài cho em và yêu em xin giấc tối. Ngày mai khi mưa ngang lưng đồi, chờ em anh nghe mùa thu tới. Bạn ơi, tớ ngồi đây tớ hát có làm phiền bạn không? À, tại tớ, cậu có phải là sinh viên trường này không? Không ạ, à, em tới để đợi bạn. Đợi bạn à? À, chắc đợi bạn ký túc đây à? À, thì mình là sinh viên trường này. Thì mình vừa được căng tin nhìn thấy bạn ngồi mình. Nhìn thấy xinh quá, muốn ra làm quen thôi ạ. Chào cậu. À, cho tớ, cậu tên là gì?
Hương Giang à? À, cậu học trường gì? Em học trường Học viện Nghệ thuật Quốc gia Hà Nội ạ. À, thế anh tên là Tài. Anh thì ra trường rồi, hôm nay quay lại trường chơi thôi. Nhìn thấy em xinh nên muốn là làm quen. À, thế em đợi bạn lâu chưa? Lúc rồi, cho anh ngồi gần một tí nhá. Em còn đợi lâu không? Bạn em chắc là còn đó. Thế ạ, thế thì em thích nghe bài nữa không? Anh hát em nghe bài nữa. Thế em thích nghe bài gì? Bài là của Cái Đinh ạ. Cái Đinh à? Ừ. Cái Đinh à? Xem bài gì Cái Đinh. Đây. Bài này cũng lâu lâu rồi. Em biết mỗi bài này. Một những anh ngồi đây giữa đám đông, người đi qua thành từng dòng trên sân khấu. Ban nhạc hát một bài tình ca, nhìn xung quanh là những tay nắm tay, nhìn xung quanh là yêu là đong đầy từng tia sáng lấp lánh xuyên qua trái tim anh. Em có biết không, có những điều không chỉ nói thành lời. Em có biết không, có những điều khi nói sẽ thành nửa vời. Anh muốn xây thêm những con đường, đem hết chân thành khắp muôn phương, nối dài và nối dài để trái tim em. Anh muốn vẽ thêm những chân trời, anh muốn xoay chuyển cả thế giới để em thích anh dù chỉ một phút thôi. Phải có Giang một lần trong đời. Thế bạn em ở ký túc xá à? Cho anh hỏi em có nhiều chưa? Chưa anh ạ. Thế à? Em học may quá anh cũng chưa có người yêu. thế em học nghệ thuật nhỉ? Cái gì nghệ thuật nhỉ? Học viện Nghệ thuật Quốc gia Hà Nội. Em biết hát không? Biết hát đúng không hay anh ạ? Đúng rồi. Không hay sẵn đàn đấy anh hát không? Anh đánh cho hát. Nếu em thích. Ngại quá. Có gì đâu mà ngại. Nhưng mà em chắc hay đi nghe hát nhỉ? Đi nghe nhà không? À thế à? Thật ra ngày được cái đợt trước giờ anh cũng hay đi hát ở quán, quán cà phê Cổng Trà ấy. Thì mấy anh em ban nhạc anh cũng hay đánh ở trên hồ đó. Thì nếu mà khi nào em thích thì anh có thể dẫn em đi. Thế à? Thế thì hay cho anh xin Facebook của em. Là khi nào anh dạy em đi. Ok. Thôi làm đi. Hương Giang. Không nữa thì ok mày. Anh nói sao nha? Em mang tài nha. Ui, anh nhỉ? Đấy nhá, thì có gì thì anh ngồi chơi em một lúc nữa. Khi nào bạn xuống thì thôi. Thì có gì tối về anh rủ em chơi. Tối em rảnh không? À chắc tối hẹn bạn đi chơi nhỉ? Tối nay em phải chơi bạn. Thế à? Thế thì tối mai anh hát đấy. Tối mai anh hát trên hàng bông. Nếu có gì em thích thì anh dẫn em đi. Ok. Cảm ơn Giác nhá. Con đó mộng, anh muốn nói anh yêu em. Khi men còn trong hơi thở thì lại gần hôn anh đi. Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hây hây, em nói em say tiếng đàn thì lại gần hôn anh đi. Bạn ơi. Dạ. Mình ngồi đây hát có làm phiền bạn không? Bạn đang bận gì ạ? Bạn thứ hai đi ạ. Bạn ở trong câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật. À không, mình không phải bạn đang sinh viên trường này à? À mình hôm nay sang đây chơi, mình đang đợi bạn. Thì tự nhiên thấy mình học bách khoa. À nên nhiên thấy cậu ngồi đây một mình nên muốn ra làm quen với cậu. Hello. Cậu có phiền không? Cậu đang bận gì không? Bận hát
cho hỏi có tên là gì? Có tên là gì? Tên là Linh. Linh à? Tớ tên là Tài. Vâng. Hai ai cao mấy? À, tớ sinh năm 97. 97. Ừ. 2K1. À, cậu 2K1 là năm nhất à? Vâng, nhất à? À, năm nhất à? À, cậu có nghe bài gì nữa không? Tớ hát là cậu nghe bài nữa. Ai cũng nghe bài nữa nhá. À, bài gì nhỉ? Anh học ngành gì bên Bách Khoa? Mình học hóa dược. Hóa dược. Ờ, hóa dược. Thế cậu nghe bài nữa nhá. Vâng. Em có nói gì đâu. Lạ lùng em tới, hãy tới bên em trong chiều đông xa vắng, mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em. Lạ lùng em với, gió hát lên câu ca làm anh thao thức, mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai màu. Kìa nắng ngập tràn, những giấc mơ lại vừa bay đi, gạt hết nụ cười lẻ loi, thôi mình anh lại ngồi nhớ em. Thế cậu đang bận à? Em có bận đâu ạ? À, thế cậu đang nhắn tin quá. Tớ ngồi cạnh mà thấy cậu chả quan tâm gì đến tớ cả. Linh ơi. Dạ. Thực ra tớ đang làm cái vlog ấy. Tớ đang làm cái vlog khác của người lạ có thể nhìn thấy camera kia. Ôi đừng, anh ơi đừng. Ôi đừng, anh ơi đừng. Sao ra đâu? À, bọn anh Linh từ từ. Không, tớ quay xong xuôi rồi. Cậu...